Một khu đô thị có hạ tầng kỹ thuật hiện đại đáng sống bậc nhất Bắc Giang. Khu đô thị phía Tây Nam, phường Mỹ Độ, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang là khu đô thị gần với dòng sông Thương trong lành, mát mẻ, có nhiều tiện ích, giao thông thuận lợi, gần cầu An Lữ, cầu Mỹ Độ, gần đường cao tốc quốc lộ 1A và tỉnh lộ 295B, gần chợ, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại lớn. Dự án đã có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đã có sổ đỏ và đáp đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định.